Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với quý vị lúc. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Và hôm nay em lại tiếp tục đi lấy ít đồ cho khách. Đấy, bây giờ em lại tiếp tục quay lại mua cái đồ. Cái đấy là cái đồ giải mã của Đen Long. Thì bây giờ em sẽ mời các bác đi cùng với em đi lấy. Em lấy cho bác khách đó. Đấy, đặt em cũng nhiều. Dây dạo những thứ mua mới hết, dây mới, và em khuyên các bác là cũng nên mua dây mới. Nếu mà các bác đặt em dây mua dây không thì chắc là em không làm cái dây dạo ấy. Thì em chỉ tiện, nếu các bác đặt gì thì ngoài những thứ em tiện em mua hộ thôi, thì em không lấy công như đấy, tại nó nhỏ. Thì các bác hãy cho em xin một like, một share và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Và các giá tiền giữa các thứ thì em chỉ quay ở đấy là tiền ở mua bên này thì bao nhiêu thôi, chứ em không nói rõ ràng là tiền bao nhiêu, về nhà bao nhiêu. Bác nào mà thiện chí thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Mong các bác hiểu cho em, có rất nhiều lý do mà em rất là khó xử, thì ra là mong các bác hiểu cho em. Và bây giờ em mời các bác đi lấy cái đầu giải mã với em nhé. Let's go. Vâng, và đây là con đầu giải mã Đen Long DNP 720SE, bảo hành 3 tháng, sản xuất tháng 9 năm 2011. Đây, số thương hiệu 10933006062. Series rất là dài. Thì bây giờ em sẽ lấy, nó vẫn còn một con vang, vang chỉnh cơ này. Đấy, điều khiển của nó đây. Thì bây giờ em sẽ lấy cho bác đó đặt em. Giờ em phải bỏ cái này xuống thì em mới lấy được. Con này em phải để tạm nó ở đâu. Đây, và em nó đây. Cái này rất là nhẹ, khoảng 3 cân thôi. Nó có... Để em để hẳn lên đây. Tuột tay cái, rơi cái này. Thôi. Rất là mới, con này rất là mới. Đây, số hiệu của nó đây. Đây là em tem. À, bác đó đã gọi em rồi, nói chuyện xong rồi. Đây là kiểu như là wifi giữ thứ đấy. Đây, giải mã kiểu như là đời mới. Nó bắt được cả bluetooth điện thoại như vậy. Đấy, đằng sau đây analog và digital out. Rất là nhiều. Đó. Thì bây giờ em sẽ lấy cho bác đó. Và đây là cắm trực tiếp internet vào được. Thì bây giờ em sẽ mang ra tính tiền. Vì cũng đằng trước đằng sau rất là đẹp, rất là mới, rất là ok. Quay long lánh thành 7 màu luôn. Đấy, đằng sau 7 màu luôn. Thì bây giờ em sẽ ra gọi người ta lấy nhé. Lấy cho nó. Cái này nó nhẹ thì chắc này em cũng cầm ra luôn. Cầm ra người ta mất công gọi. Cầm ra một tay quay một tay. Nghe rất là. Đó, giờ em sẽ mang ra. Cầm ra xem. Em đến nơi. はい。11万1000の会計でございます。テープになさいますか？袋になさいますか？袋ちょっと袋。袋。袋じゃないラップ。ちょっとラップお願い。
1 1000 cái kia. Cho nó giả tiền xong rồi. Chờ người ta quấn nhá. Hey, là xin lỗi tashimasu. 1 1000 預かり tashimasu. じゃあですね。はい。ありがとうございます。はい。少々お待ちください。はい。なんかここね、まだ来ます。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 Giờ em đã xong rồi. Giờ em về nha các bác nhé. Trời hôm nay nó vẫn hơi sáng. Vẫn cái quán quen thuộc. Giờ em đã xe ra xe của em. Vẫn là xe chiến. Giờ em sẽ mang về và đóng gói về cho bác đấy, và vừa mua dây dẫn với các thứ đây, 100% là mới hết. Đó, dây dạ ra cái chơi mới, mà em cũng khuyên các bác là mua mới. Thì bây giờ em sẽ đi về và đóng gói gửi cho bác khách đó nhá. Các bác chờ em đi về ạ. Em vừa về nhà nhé các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ em không test, tại vì em bận phải gói đồ ngay để em phải đi gửi về cho bác đấy ngay. Nên là chắc là em cũng để nguyên và em quấn thêm xốp với các thứ vào và em sẽ gửi về thôi. Còn đây là những cái đồ mà bác đấy mua cho bác đấy mới hết. Có cái mic cũng các bác. Còn bác đấy là dùng tất cả là mới hết. GAV là mới hết em mua ở siêu thị điện máy luôn. Đây là một chiếc mic. Chiếc mic có cả chỉnh echo to nhỏ tiếng này. Và cái này nó có dùng bằng pin. Đấy. Thì là như vậy. Mic này hát đảm bảo phê, made in Japan. Đây các bác thấy made in Japan. Đó. Thì là bây giờ em sẽ chắc này sẽ quấn các thứ và giờ em sẽ bỏ đồ cả ra quay cho mọi người cùng xem. Giấy các thứ này, giấy mua này em gửi về kèm hết nhé các bác nhé. Mua tiền ông nào kèm hải quan hỏi thì em có giấy mua. Dây nó thì đây có một đầu 3.5 hát nhỏ, nhưng rút này ra thì nó lại là 6.5. Đấy. Thế là nó rất tiện. Em cứ mua nào để nguyên như thế. Các bác về dùng. Cái bóng đĩa thứ. Bác đấy có nhiều này. Có một cái ổ điện này nữa. Ổ điện. Xoáy cắm vào xoáy ra không rút được ra, phải xoáy ngược lại mới rút được ra. Này em mua thì có 4 ổ 3 mét thì cũng 500.000 đó. Đó. Và dây loa, bác yêu cầu dây loa này thôi. Dây loa này là cũng 300.000 đấy. 3 mét nhưng cũng 300.000. Đồng rất là to luôn. Đây dây đồng. Nguyên hộp ở đây. Made in Japan. Tất cả là made in Japan. Thì mới 100% hết. Đấy. Em khuyên thì em cũng nghĩ là các bác nên dùng những dây AV, nó mua cái đồ cũ kia nó cũng chả rẻ hơn bao nhiêu đâu. Và đây là một cái
cái này là nó là cái cắm ở đầu giải mã sang cắp quang đây. Nó là cái dây cắp quang dài 1,5 m, cái này hơn 300 hay sao đấy, em không nhớ rõ lắm. Kiểu của nó là đúng rồi, hơn 300 400 ấy. Đúng rồi, AV 400 nhé các bác nhé, 400 cái dây này 1,5 m. Em nghĩ là chắc là ở Việt Nam không biết là nó rẻ hơn không, nhưng mà đây là toàn đấy đó, của Nhật mới hết. Ở đây một cái dây chuyển rắc dây này, này cũng 200 mới tinh hết, tất cả là bao mới 100% toàn made in Japan, tất cả là made in Japan hết. Đây có nhu cầu là dùng những cái dây này là mới, tại cái đống dây độc, cái đống dây này không thì nó cũng khoảng mất hơn 2 triệu rồi. Thì hôm nay em cũng không test không gì, em chỉ quay lại những cái hành trình em đi mua cái siêu thị điện máy này thì em không ấy được, nhưng mà em cũng có gọi trực tiếp cho bác đấy cho bác xem chọn giá chứ thứ luôn, chứ em không phải tự mua hay là gì nhá các bác nhá. Thì chắc là em cũng xin kết thúc video, thì hẹn gặp các bác ở video tiếp theo. Thì em mong các bác cho em xin một like, một share và đăng ký kênh của em nhé. Và bây giờ các bác cũng muốn mua gì thì liên hệ với em không trả lời ở trên em quay hay em nói xua tiền nữa. Bác nào có mua thì hãy liên hệ trực tiếp với em, tại vì có nhiều cái em rất là khó để nói luôn trên đấy, tại vì có nhiều cái mong mọi người hiểu cho em. Và bây giờ em xin kết thúc video, hẹn gặp các bác ở video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả các bác.